xin chào mọi người. Thì hôm nay gia đình mình đi chợ Việt Nam. Cũng mùa dịch này thì cũng 2-3 tuần mình gia đình mình mới đi chợ Việt Nam một lần. Thì ở đây nó mới bán mấy cái món đồ mà kiểu dân dã, kiểu món đậm chất quê hương. Thì mời các bạn cùng theo chân gia đình mình nha. Hôm nay thì cũng bán đầy đủ luôn. Mua trái xoài à. Bây giờ đi đâu là cũng khẩu trang, bao tay đầy đủ. Vì là chợ Việt Nam cho nên họ có bán thương hiệu chữ tiếng Việt luôn. Xoài xanh Việt Nam. Đây là 99 một thao. Ở Việt Nam mình ăn sốt giòn ngọt. Đây là dừa. Một trái dừa này là 1 đồng 99 sen. Đây là bí đỏ. Đây là rau dền. Cũng bán đầy đủ giống như Việt Nam vậy. Cải. À, đây là rau muống. Bây giờ mình mua rau muống về để làm rau muống xào tỏi. Muốn ăn mấy món Việt Nam thì phải đi chợ Việt Nam. Chứ ví dụ đi vô trong Costco thì nó ở đó không có bán được, không có bán món rau muống. Cho nên mình phải đi chợ Việt Nam để mua mấy cái món này. Hành tím, tỏi, hành tây, có đủ hết luôn. Đây đang lựa hành tím đây. Hành tím cái này củ nó bự lắm, không có củ nhỏ nhỏ giống bên Việt Nam mình. Đây là củ hành tím nè, nó rất bự không? Mê Thái này cũng ngọt lắm. 4 đồng 99 một hộp là gần 5 đồng một hộp, là quy ra từ Việt Nam khoảng hơn khoảng 100 đến 101 ngàn. Hộp mê Thái này cũng ngon lắm các bạn. Lê này loại ngon lắm. Khoai lang. Đậu đóng luôn các bạn. Cái nấm này mai mình nấu. Cái này là nấm, nấm các chắc loại mình nấm. Mua về để mình nấu lẩu gà nấm ăn cho mát. Không gian chợ cũng tấp nập không các bạn. Đủ luôn. Chuối này là 69 sen một thao. Có chuối sứ giống bên Việt Nam nữa này các bạn. Chuối là 99 sen một thao, 9 sen là khoảng là 1 đồng là khoảng 20 hoặc là 22 ngàn một thao. Đu đủ xanh nè các bạn, bên Mỹ không có đu đủ mà hường hường mà hơi chín chín hường hường để nấu canh giống như bên Việt Nam đâu. Đây là đu đủ sống mà xanh luôn á. Đây là giá. Đây là bạc hà đó, canh chua. Lâu rồi không ăn canh chua. Bên này thì không có thiếu gì hết trơn, tại vì mấy cái rau củ thì họ có thể trồng bên này được. Còn ví dụ như mấy cái làm ăn này các bạn, lấy một túi măng về xào ta đổ. Măng hay đậu hũ. Đậu hũ người ta chiên sẵn rồi. Còn này là chỉ có chiên người ta tự chiên. Còn cái này là cái loại đậu hũ để nấu miếng riêu á. Làm sẵn thành vuông rồi. Thích canh.
này để đông lạnh đó các bạn. Các bạn thấy trên cao mì lẩu Thái, mì hảo hảo có đầy đủ luôn. Cái này người ta nhập bên Việt Nam qua. Khổ hoa tay của quay tới tức mua mấy cái cà tím là làm cà tím mỡ hành ăn. Khổ qua cà tím mà mình về làm cà tím nướng mỡ hành. Mấy món Việt Nam rất là ngon. Có lấy củ cải trắng không? Củ cải trắng như hành nước lẩu. Nấu khổ qua các thứ lá. Ok. Lấy hành, mì rau các loại, rau thơm, và cái gì là rau diếp cá, mì rau tía tô, rau thơm, hành lá. Hành lá này là 1.69 đồng một bó, là khoảng 30.000 á, 30.000 tiền Việt Nam á, một bó hành vậy là khoảng 30.000. Cái hẹ nữa các bạn, hẹ có khi có có khi không. 1.99 là 2 đồng, là khoảng 40.000 tiền Việt Nam. 40.000 một bó hẹ như vậy, nhỏ xíu nha. 40.000 một bó hẹ. Cũng cải non. Gì? Cái cải non, cải lá non. Cái ba bát cải xanh, cải mình non non này, về nấu canh ăn. Trời, nó mới bỏ đồ ra tươi giờ ngon lắm. Nó mới xếp đồ ra nên đồ tươi ngon không à. Có khi mình đi vào cái đợt mà người ta lấy đồ ra mà trễ rồi hết á thì đồ không có ngon, khéo nhiều lắm. Hôm nay thì đồ tươi ngon. Cái đầu ớt không lạnh. Hàng bia, sữa tươi, da u, nước trái cây các loại. Đây là bánh tráng. Bánh tráng nước. Bánh tráng này xanh đen. Rồi bây giờ là tới quầy thịt, xương heo tươi có đầy đủ luôn các bạn ơi. Cái này gan heo nè, cái này gan, cái này là cái lòng, lỗ tai heo, đây là huyết, huyết mà nó đã nó mình chín rồi, huyết chín 5 đồng một hộp này, là khoảng hơn 100.000. Giò heo. Như một cái hộp này là 4 trong 10, là khoảng 80-90 ngàn tiền Việt Nam. Mề gà, mề gà tươi khoảng gần 3 đồng một hộp, là khoảng 60-60 ngàn. Yeah.
khô, ví dụ mì khô, miến khô, bún khô. Bên này không có bún chua như Việt Nam đâu. Mình muốn ăn bún thì mình mua bún khô và rồi mình luộc rồi chấm thành bún tươi thôi, chứ không có bún tươi. Cái này quầy đông lạnh, cá các loại nè bạn, cá này là cá thác lát, 100% cá thác lát, cái này mình nhập bên Việt Nam qua rồi. Cá kèo, tất cả đều là đông lạnh chứ không có được tươi ngon như bên Việt Nam đâu, nhưng mà thèm quá thì ăn thôi cũng ok. Quan toàn cảnh khu chợ Việt Nam. Bây giờ mọi người đều phải tuân thủ quy định 6 feet. Giờ cá chiên 4 đồng 89 một thao là cho khoảng 5 đồng đi là khoảng 100 ngàn. Cá mố, cá mố dài ghê không? Một con 14 đồng, 14 ngàn, 14 đồng là khoảng 300 ngàn từ Việt Nam. Một con này thì khoảng 300 ngàn. Bánh lamisa là giống với Việt Nam là các bạn. Năm năm 99 là 6 đồng một hộp, này là khoảng 120 ngàn đồng một hộp này. Cái này là sầu riêng đông lạnh, 3 đồng 29 một thao là khoảng 70 ngàn từ Việt Nam. 70 ngàn nửa ký, 450 rồi đây. Này cũng ngon, nhưng mà ăn tươi thì tất nhiên phải ngon hơn rồi. Nãy giờ tôi mới lên tiếng đúng không? Không rồi, bây giờ chắc là ngoài để tính tiền chúng mình đi về. Quá trời mua luôn. Giờ mình ghé tới cái góc này nè, mua trái cây các loại luôn của người Mã họ bán. À, hái từ nông trại luôn á, xoài, cherry, dâu các loại. Họ bán ngay góc đây nè. Đó, thấy trái cây chưa? Rồi bây giờ mình tấp qua đây mình vô mình mua. Ngon lắm, thấy đã không? Ngừng xe đi luôn đi. Ok, let's go. Đây là bún thịt nướng cô Tư hả cô Ba? Cô Ba Rử. Ba Rử à. Cô Tư nhìn hấp dẫn không? Cô Tư cùng cô Ba kia. Yeah. Mời mọi người. Mời. Kính mời.
Chiều nay cả nhà mình ăn nướng thịt nướng. Bún thịt nướng, con Tư. Dơ, cô lên trong cả nhà coi tôi uống hấp dẫn lắm. Cô bà giỡn cho mày đi mua cái gì về cho nó. Nhiều lớn nè, chua giấy mùa nữa. Hồi nãy đi chợ Ocean thấy cũng đông lắm. Không đông cũng không bán cũng được. Mà không, thật ra gì cũng thấy đông, chứ sợ không đông. Mọi người đi chợ mình đi cái giờ trưa lên chừng rồi. Người ta một tay đi sáng, hai tay đi chiều nhiều á. Nhưng mà cái like nhiều hơn, cái cũng không cách đồ đàng hoàng nhá. Ừ. Cái lúc mình đi cái kia mình mới bắt đầu đi lên, từ cái hàng rau đi lên đi thấy cái like dài không? Lúc kia mình bắt đầu xong. Ui.